chuyên gia Mỹ kinh ngạc, trí tuệ người Việt không kém gì so với Mỹ Trung, nhưng sao lại nghèo vậy? Thế giới vốn vẫn còn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn mà ngay cả các nhà nghiên cứu cũng chưa thể nào lý giải được. Và Việt Nam cũng là một trong những điều kỳ diệu khó giải thích ấy. Còn nhớ giáo sư Paul Grewe đã từng phải thốt lên, không hiểu nổi điều kỳ diệu của Việt Nam nằm ở đâu khi kết quả PISA vượt lên đường trung bình của thế giới. Được biết, xếp hạng của PISA thường tỷ lệ thuận với GDP của quốc gia đó, nhưng với Việt Nam thì là ngoại lệ. Lý do tạo nên sự khác biệt ấy là gì? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để tìm lời giải đáp nhé! Đầu tiên, cùng Art tìm hiểu qua về kết quả nghiên cứu PISA là gì nhé! Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất mang tính toàn cầu, chỉ chuyên đánh giá về năng lực phổ thông của học sinh ở độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Thông thường, xếp hạng PISA sẽ có tỷ lệ thuận với trình độ GDP của quốc gia đó. Ngoài ra, còn bao gồm thêm nhiều yếu tố khác như trình độ học vấn, giáo dục của bố mẹ hoặc số tài sản trong nhà. Nghe qua thì chắc chắn các bạn cũng đã hình dung được các chỉ số của Việt Nam đều không chiếm được ưu thế nếu so sánh với các nước khác. Thế nhưng điều bất ngờ là kết quả PISA của Việt Nam đã làm cho mọi người phải đặt dấu chấm hỏi lớn, tại sao Việt Nam tuy nghèo nhưng lại giỏi đến thế? Để trả lời cho thắc mắc của giáo sư Paul Grewe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ mà Art đoán chắc là anh em quốc tế nghe xong sẽ hết cả hồn, nhưng nếu là người Việt thì lại thấy đó là chuyện quá đỗi bình thường. Đầu tiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, đặc biệt là ở chỗ cha mẹ Việt có thể hy sinh tất cả, thậm chí bán cả ruộng vườn, chỉ để lo cho con em mình được học hành đến nơi đến chốn hay đi du học nước ngoài. Về điểm này thì ở những nước châu Âu là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Có thể hiểu là với sự thúc đẩy của cha mẹ, học sinh Việt Nam rất chăm chỉ đến trường, quá trình học sẽ có nhà trường và thầy cô giám sát chặt chẽ, nên kỷ luật học sinh Việt Nam cũng là chuyện không cần phải bàn. Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục các chuyên gia nghiên cứu của Mỹ. Họ vẫn cảm thấy khó hiểu về trường hợp của Việt Nam nên đã quyết định thực hiện thêm hai bài kiểm tra so sánh nữa, và một trong số đó là kỳ thi TIMSS-MAP. Và một lần nữa, các chuyên gia lại phải mắt tròn mắt dẹt, kinh ngạc khi chứng kiến sự thể hiện vượt trội của học sinh Việt Nam trước các nước có GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều lần. Với kết quả của kỳ thi TIMSS, tiến sĩ Abhijit Singh của Đại học College London cho biết ông nhận ra giáo dục Việt Nam tạo ra sự vượt trội từ sớm. Lúc 5 tuổi, trình độ của trẻ em Việt Nam tương đương trẻ em các nước đang phát triển khác. Tuy nhiên, theo độ tuổi tăng dần, độ chênh lệch ngày càng lớn hơn. Chuyên gia giáo dục Lee Crawford cũng khẳng định, một năm tiểu học ở Việt Nam hiệu quả hơn nhiều so với một năm tiểu học ở Peru hay Ấn Độ về mặt học tập kỹ năng. Thậm chí ngay cả trang Business Insider của Mỹ cũng phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia ngoại lệ lớn nhất của giáo dục thế giới. Về cơ bản, đây là nước thu nhập thấp, duy nhất đạt kết quả tương đương những nước phát triển trong các bài kiểm tra học thuật quốc tế. Cụ thể, tờ báo này cho rằng, theo lẽ thường, sức mạnh kinh tế của một quốc gia sẽ có sự ảnh hưởng tương ứng đến kết quả thi cử của học sinh. Bởi lẽ, quốc gia phát triển sẽ luôn đánh giá có nền giáo dục tiên tiến hơn nhiều so với các quốc gia đang phát triển. Nhưng sự thực là đối với Việt Nam, quy luật này đã bị phá vỡ. Mặc dù là nước có thu nhập tương đối thấp, nhưng kết quả thi của các học sinh Việt Nam tại các kỳ thi khoa học quốc tế lại không hề thua kém những quốc gia giàu có. Nói có sách, mách có chứng luôn. Trong 5 năm qua, thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực chuyển biến tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, thành tích ở bộ môn thuộc nhóm tự nhiên như toán học, sinh học liên tục khiến bạn bè quốc tế trầm trồ. Theo đó, học sinh Việt Nam có điểm toán thuộc nhóm cao nhất chỉ sau Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, khi tính theo chỉ số PISA về điều kiện kinh tế xã hội. Hiện tại, hai nhà nghiên cứu Shaha Dibrankakat và Elizabeth K. Schmidt của Ngân hàng Thế giới WB cũng đang tiến hành tìm hiểu kỹ hơn về khảo sát kết quả PISA từ năm 2012 trở lại đây nhằm lý giải vấn đề này. Cả hai cho biết, trong số 8 nước đang phát triển tham gia chương trình, Việt Nam là nước có GDP đầu người thấp nhất, chỉ khoảng 4.098 đô la Mỹ nhưng lại đạt kết quả cao nhất. Điểm số của học sinh Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ
thậm chí có thể so sánh với các nước có chất lượng giáo dục hàng đầu như Phần Lan, Thụy Sĩ và vượt trội hơn hẳn so với Colombia, Peru. Điều đó cũng phần nào thể hiện được rằng học sinh Việt Nam đang được học trong một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, phản ánh qua thành tích xuất sắc trong các cuộc đánh giá quốc tế về đọc, toán và khoa học. Tuy nhiên, để bàn luận cho ra ngô ra khoai, tại sao học sinh Việt Nam lại học giỏi hơn cả học sinh của các nước phát triển thì hơi khó đấy. Chất lượng học sinh Việt Nam vẫn đang là bí ẩn đối với nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới, bởi lẽ họ mới chỉ giải mã được 50% câu chuyện mà thôi. Ngay cả giáo sư Paul Grewe cũng cảm thấy chưa hài lòng với các đáp án giải thích mà ông nhận được. Ông cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để có lời giải đáp thuyết phục cho riêng mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, giáo dục Việt Nam vẫn tồn tại một số thách thức lớn. Theo đó, các công ty ngày càng muốn những lao động có kỹ năng tinh vi hơn, chẳng hạn như kỹ năng quản lý nhóm, điều mà học sinh Việt Nam chưa được đào tạo kỹ lưỡng. Thêm vào đó, việc tăng trưởng cũng kéo theo người di cư đến các thành phố, gây quá tải các trường học ở đô thị, sẽ dẫn đến tình trạng chất lượng giảng dạy không được đồng bộ. Cuối cùng, ngân sách dành cho giáo dục cũng nên được phân bổ đồng đều hơn trên phạm vi cả nước, đảm bảo không có sự chênh lệch quá nhiều giữa trường học các khu vực. Đồng ý là một quốc gia nghèo về kinh tế sẽ bị hạn chế về nhiều thứ, nhưng người Việt Nam chúng ta đã rất nỗ lực phát triển để phấn đấu, tìm mọi cách thoát nghèo. Học sinh Việt Nam luôn ra sức quyết tâm học tập với sự trang bị về mọi mặt, về kiến thức, kỹ năng khá chắc chắn. Bên cạnh đó là khả năng thích ứng nhanh, vượt qua được những khó khăn, chứng tỏ sự nhanh nhạy, tự chủ và bản lĩnh của học sinh Việt Nam trước thách thức cần giải quyết. Việt Nam đã cho cả thế giới thấy được không phải cứ nghèo là sẽ không học giỏi, là cứ đứng mãi ở phía sau các nước giàu. Việt Nam luôn đề cao lợi ích của giáo dục, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Đó sẽ luôn là kim chỉ nam trên hành trình đào tạo lớp trẻ hướng đến tương lai phát triển bền vững của đất nước. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về quan điểm cho rằng Việt Nam tuy nghèo nhưng lại học rất giỏi? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 30.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.